Xin chào các cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục em chia sẻ đến cô chú anh chị dòng bếp Gazinai đời 2014 rất là đặc biệt. Bình thường những cái dòng đời 2014 thì chưa có nhiều tính năng như cái con này. Nhưng mấy con này là một con rất là đặc biệt bởi vì nó tích hợp nhiều cái chế độ nấu nướng đa chức năng, full chức năng. Đấy, nấu cơm, nấu nước, rồi chiên rán này, chế độ 3S. Gazinai nhưng lại giá lại bình dân, đa chức năng nhưng mà giá bình dân nhá, chỉ 2,1 triệu thôi ạ. Chỉ 2,1 triệu thì mình đã sở hữu ngay một chiếc bếp đa chức năng rồi. Vậy thì con bếp này có gì đặc biệt, em sẽ chia sẻ với các bác, với quý anh chị trong ngay cái video này. Đầu tiên này, khi mà nhìn vào mặt bếp này, nó sẽ có thiết kế màu đen anh chị nhá. Màu đen sạch sẽ này, màu đen dễ vệ sinh này, màu đen sang trọng này. Con bếp này thì đặt trong không gian bếp nào nó cũng rất là đẹp, nó cũng rất là sáng này. Nhìn góc nghiêng này là thành vách bên bên phải này, thành vách bên phải. Đấy. Cái con này dường như là bị gia chủ bỏ quên hay sao mà sau từ năm 2014 mà nó còn mới như thế này đấy ạ. Đây, thành vách bên trái này. Mặc dù là hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nhưng mà còn còn rất là mới. Đấy ạ. Mặt trước của nó cũng còn nguyên này, còn rất là đẹp này, lò nướng này. Dòng này thì sẽ có hai bếp và một lò nướng anh chị nhá. Là những cái tính năng cơ bản của một dòng bếp ga nội địa Nhật rồi. Kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn này. Bên này cũng thế nhá. Đây. Xung quanh nó sẽ là viền inox này. Em hiện đây. Em có quay con video trong chuột không? Em quay đi, em để lên quay đi xong chị quay bếp. Rất là chắc chắn nhá. Con khách của chị đổi xong con đê rồi. Của em đào, em chỉ cho đổi nên chị để đổi đâu. Cái này là sẽ là hợp kim nhôm chuyên dụng này, hợp kim nhôm chuyên dụng thì nó sẽ không bị hao mòn trong quá trình sử dụng cũng như là nó sẽ không bị hoen dỉ khi mà mình không may dầu ăn hoặc là nước mắm mì chính nó bám vào nhé. Nóng quá, bật lên nó nóng quá. Đấy. Màu trắng nó sẽ là kim đánh lửa này, cái này nó sẽ là thủy ngân chống trào này. Đấy. Kim đánh lửa tại vì nó sẽ đánh lửa bằng IC nguồn nên sẽ cần một đôi pin đại ở phía dưới. Đây là khay chứa pin luôn nhé, khay chứa pin luôn. Đấy. Khay chứa pin này, đèn báo hiệu pin yếu này. Em sẽ test luôn chức năng của bếp nhé. Đối với bếp ga Nhật thì sẽ có những cái tính năng, đấy là tính năng nước trào, tắt lửa, khóa ga này. Em sẽ thử mở một cái nồi nhôm và không có nước bên trong nhé. Nguồn nước bên trong thì quá nhiệt tắt lửa khóa ga và nước cạn nồi tắt lửa khóa ga này. Túc năng thì rất là chắc chắn, phím nhấn nhá, không sợ bị gãy chốt cũng không sợ bị hao mòn, nên là dùng mình có 5, 10 năm, 20 năm nó cũng không ảnh hưởng gì ạ. Mình điều chỉnh cần gạt ở đây ạ, lửa rất là xanh nhá. Dòng bếp Nhật thì tối ưu hóa được cái chi phí nhiên liệu nên là rất là xanh, lửa rất là xanh vì là nhiên liệu ga đã được đốt cháy hoàn toàn. Thì thứ nhất là vừa tiết kiệm ga này, thứ hai là làm cho cái không gian bếp mình nó không có mùi ga. Không may mà gia đình nhà hoặc là nhà anh chị cô bác có không gian khép kín hoặc là nhỏ. Đấy, thì nhỏ lửa này, nhỏ lửa rồi ạ. Để quá nhiệt nên là nó sẽ nhỏ lửa này. Bên này cũng thế này. Bên này thì em sẽ test tính năng là gió thổi tắt bếp khóa ga nhá. Đối với tính năng gió thổi tắt bếp khóa ga thì sẽ từ 5 đến 7 giây nó sẽ khóa ga. Còn đối với tính năng mà nước cạn này, cạn nồi quá lửa tắt bếp khóa ga đấy, hoặc là nước trào khóa ga thì nó sẽ tắt luôn đấy. Đây là chế độ 3S này, 3S. Đấy, bên này đã khóa ga rồi này. Nó có cái đèn tít tít tản cảnh báo đấy. Đấy. Khi mà em dùng cái bật lửa này cho vào đây, em bật lên mà nó mà lên chứng tỏ là ga chưa khóa. Còn như này là ga đã khóa, nó không cháy nữa này. Rất là an toàn, không bị mùi ga này. Đây, chức năng này là chức năng cài đặt nấu nước này, nấu cơm, nấu cháo này. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy. Ngoài ra thì mà phía sau mỗi cái túc năng nhấn này thì sẽ có một cái phím khóa trẻ em
nếu mà mình không nấu nữa thì mình có thể khóa lại. Không may nhà nào mà gia đình cô chú anh chị nào mà có em nhỏ chẳng hạn thì mình có thể khóa đi để ngăn ngừa em bé đụng vào, không may nó làm bỏng em bé chẳng hạn. Bên này cũng thế anh chị nhá. Đây, tiếp theo là lò nướng thì rất là đẹp. Hai nướng này thì mình có thể nướng những cái thực phẩm trong gia đình giống như là xúc xích, thịt, rau củ quả đều được nhé. Lò nướng bên trong này, lò nướng bên trong rất là đẹp. Đây ạ, ôi dồi ôi, lò nướng rất là đẹp các bác nhá. Lò nướng đang còn sáng bóng này, sạch băng này. Hầu như cái con này bị gia chủ bỏ quên hay sao ấy, mà nó đang còn mới lắm. Mặc dù là năm tư 2014 nhưng mà nó còn rất là mới. Con này bên em chị mang về vệ sinh xong rồi xịt rửa thôi. Đây, bếp lửa của lò nướng này, như một chiếc lò nướng thông thường, mình có thể vừa nấu bên trên vừa nướng bên dưới này. Biểu hiện là biểu tượng hình con cá sẽ là chức năng của lò nướng nhé. Con này thì bên em đang bán giá ưu đãi chỉ 2,1 triệu thì các bác đã sở hữu ngay một chiếc bếp Gasinai đa chức năng rất là đẹp. Sáng bóng này, các bác thấy không ạ? Lửa bên trên đã tắt này. Lửa bên trên đã tắt tức là nó đã quá nhiệt rồi đấy ạ. Đấy. Tắt lửa thì khóa ga luôn ạ. Tắt lửa thì khóa ga luôn. Đây sẽ là khay, sẽ là cái phần thoát hơi nhiệt ở phía dưới nhá. Thoát hơi nhiệt ở phía dưới. Đây. Đây là sẽ là chế độ xào rán. Chế độ xào rán ở nhiệt độ 160 này, 180 và 200 độ C này. Chế độ 3S ở lửa lớn liên tục. Khi mà nhấn vào chế độ 3S, đấy, biểu tượng này nó sẽ sáng và nó sẽ nấu lửa lớn liên tục, không bị tắt. Nếu như mà mình có thể dùng cái chế độ này vào những cái chế độ giống như là chiên rán này, xào này, hoặc là nấu những cái lửa lớn chẳng hạn, để nấu luộc những con gà cần cái liệt lửa lớn lúc đầu ấy, rất là tiện. Con này thì bên em đang bán giá ưu đãi chỉ 2,1 triệu, bảo hành cho quý anh chị trong vòng 1 năm và luôn đồng hành cùng anh chị trong cái thời gian sử dụng, nên là mình có thể hoàn toàn yên tâm. Mình có thể liên hệ mua hàng theo số điện thoại 0982035091. Chúc quý anh chị có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.